Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thịt lợn là một trong những món ăn quen thuộc của mỗi gia đình chúng ta hàng ngày. Mặc dù quen thuộc là thế, nhưng liệu rằng trong mỗi chúng ta đã biết cách chế biến thịt lợn đúng hay chưa? Và nếu như ăn không đúng cách thì có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Dưới đây sẽ là những sai lầm mà chúng ta thường xuyên mắc phải khi chế biến thịt lợn. Những sai lầm khi ăn thịt lợn. 1. Ngâm trần thịt bằng nước sôi. Thịt lợn chứa rất nhiều protein, nhưng khi bạn ngâm thịt lợn vào trong nước nóng thì một lượng lớn protein sẽ bị mất. Đồng thời, khi cho thịt vào nước đun sôi để trần thịt cũng sẽ làm cho thịt biến tính, co lại, càng làm cho thịt hấp thu các hóa chất và chất bẩn nhiều hơn. Do đó, thịt càng trở nên độc. Cách chính xác để xử lý thịt sống là rửa nhanh bằng nước sạch sẽ hoặc rửa thịt bằng nước pha ít muối hòa tan. 2. Chỉ ăn thịt lợn nạc. Có rất nhiều người cho rằng ăn thịt mỡ gầy béo, thịt nạc vừa không gầy béo lại vừa đảm bảo dinh dưỡng nên chỉ ăn thịt nạc. Nhưng trên thực tế, ăn nhiều thịt nạc chưa chắc đã tốt, bởi hàm lượng methionine trong thịt nạc khá cao, dưới sự thúc đẩy của chất xúc tác sẽ biến thành hormone citein. Khi chất này đi vào cơ thể quá nhiều, dễ gây ra xơ vữa động mạch. Do đó, bạn nên ăn thịt nạc với lượng vừa đủ, không nên lạm dụng quá nhiều để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. 3. Ăn nhiều lòng non, lòng già. Đây là hai bộ phận của lợn chứa rất nhiều protein và cholesterol. Điều này không có lợi cho những người bị bệnh tim mạch, tiểu đường, cholesterol máu, rối loạn chuyển hóa. Ngoài ra, ăn nhiều nội tạng cũng chính là nguyên nhân gây các bệnh nguy hiểm khác như gút, viêm tụy cấp, gan nhiễm mỡ, béo phì. Đặc biệt, nếu ăn trong tình trạng chưa chín, sẽ rất nguy hiểm do trong ruột lợn có chứa coli và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả lị, thường hàn. 4. Ăn gan lợn. Gan lợn là bộ phận chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như đạm, vitamin A, B, D, nicotinic và acid folic. Đặc biệt, vitamin A trong gan lợn cao gấp nhiều lần so với thịt, cá, trứng, sữa. Bởi vậy, nhiều người ưa chế biến gan cho trẻ nhỏ, người già, người ốm mà không biết rằng gan là bộ phận chuyển hóa và đào thải chất độc trong cơ thể lợn, nên bộ phận này cũng tập trung nhiều chất cặn bã, mầm bệnh, cùng với một hàm lượng độc tố nhất định. Trong gan cũng có nhiều ký sinh trùng như sán, virus gây bệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. 5. Thịt cổ họng lợn. Hầu như mọi bộ phận của lợn đều có thể được tận dụng để chế biến ra các món ăn ngon, từ bụng, mông, vai, tới tai môi, móng, xương, lòng, ruột non. Tuy nhiên, phần thịt cổ lợn bạn nên tránh ăn, vì ở cổ lợn là nơi tập trung nhiều nhất hạch bạch huyết. Hạch bạch huyết là cơ quan miễn dịch của động vật, nằm rải rác ở nhiều trên cơ thể. Những mảng thịt có nổi hạch bạch huyết này cực kỳ độc hại. Chúng chứa nhiều hormone và lượng lớn chất độc bên trong. Khi mua thịt, phải đặc biệt chú ý đến phần thịt dưới da, xem chúng có những hột sần sùi hay không, nhất là phần thịt ở cổ. Vừa rồi là những lưu ý nhỏ trong quá trình sử dụng thịt lợn. Bên cạnh đó thì cũng có một số công dụng tuyệt vời mà thịt lợn mang lại. Dưới đây sẽ là những công dụng đó của thịt lợn. Những lợi ích từ thịt lợn. Thịt lợn chứa nhiều vitamin B1. Vitamin B1 rất cần thiết cho sự tăng trưởng, phục hồi cơ bắp và các mô thần kinh. Nó cũng có ích trong quá trình chuyển hóa carbon hydrate. Thành phần vitamin B2 dồi dào trong thịt lợn có chức năng giải độc cho cơ thể. Và vitamin này quan trọng trong việc bảo vệ da. Người thiếu vitamin B2 thường mắc các triệu chứng viêm da quanh ở miệng. Ăn nhiều gan lợn giúp quá trình sản sinh ra lượng máu khi bị mất máu hay mới chuyển máu. Vitamin A và D thịt lợn giúp xương, răng trẻ phát triển. Vitamin B6 có trong thịt lợn hỗ trợ quá trình chuyển hóa các chất béo, protein và carbon hydrate, đồng thời giữ cho các chức năng của hệ thần kinh hoạt động bình thường. Ngoài ra, thịt lợn còn thúc đẩy việc sản xuất tế bào máu của cơ thể. Chất sắt chứa trong thịt lợn giúp tăng cường quá trình sản xuất năng lượng. Kẽm có trong thịt lợn có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch và cải thiện sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh tật. Thịt lợn chứa hàm lượng cao protein và các axit amin, rất cần thiết đối với những người quan tâm đến việc xây dựng hình thể. Thịt lợn tốt cho da, mắt, hệ thần kinh, xương và hoạt động trí óc. Ăn thịt lợn cũng đảm bảo khả năng miễn dịch tốt hơn,
do có sự hiện diện của các chất chống oxy hóa quan trọng. Vâng, vừa rồi là những thông tin về cách sử dụng thịt lợn sao cho đúng. Hy vọng với những thông tin ngày hôm nay thì quý vị có thể là áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại.